Em mến chào cả nhà. Trước khi đi vào video thì em gửi lời chúc sức khỏe cũng như là mạnh giỏi đến cả nhà nha. Thì em sẽ cập nhật cho cả nhà những cái thông tin nổi bật tiếp theo về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Hôm nay thì ngày 10 tháng 9, 3 giờ chiều thì có một cái thông tin là Ukraine bây giờ là đánh tận ổ gấu Nga luôn rồi cả nhà. 144 máy bay không người lái đã tấn công vào Nga và đã bắn hạ mà ở cái xung quanh của khu vực Moscow là 20 chiếc. Trong đó thì theo như hình ảnh em quan sát là có rất là nhiều những cái tòa mà chung cư đó cả nhà là bị máy bay nó va vô là nó cháy luôn cả nhà. Rồi là hàng chục ngôi nhà là đã bị phá hủy và một người phụ nữ 46 tuổi đã thiệt mạng cũng như là rất là nhiều người bị thương. Trong đó thì có đến 50 chuyến bay là bị đình chỉ luôn cả nhà. Thì cái thông tin này là em cập nhật từ cái trang Reuters nha, một cái trang báo cũng rất là nổi tiếng. Qua cái thông tin này chúng ta thấy là Ukraine thay vì bây giờ là đánh vào Kursk, đánh vào Bryansk hay là Belgorod là những cái sườn á, thì bây giờ thôi đánh thẳng vô Moscow luôn đi. Ở cái chiều ngược lại thì Nga cũng đánh vô Ukraine tùm lum hết nha cả nhà. Vào ngày 7 tháng 9, 67 chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào Ukraine. Thủ đô Kiev có thể được coi là một trong những nơi an toàn nhất Ukraine, nơi mà văn phòng tổng thống nè, nội các nè, ngân hàng trung ương, tòa nhà quốc hội được đặt ở đó. Nhưng mà người ta đã phát hiện những cái mảnh vỡ của những chiếc máy bay không người lái mà xác định nó là của cái loại là Sa-H-136. Đây là một cái loại mà máy bay không người lái do Iran phát triển. Nên người ta mới đặt là ra một cái câu hỏi là cái ông Iran này bây giờ ông là diễn viên mới hay là diễn viên cũ? Và đóng vai như thế nào trong cái cuộc chiến của Nga và Ukraine? Đó là máy bay không người lái. Còn bây giờ là mới lùm xùm cái vụ mà tên lửa đạn đạo nha cả nhà. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng như là một số tờ báo của phương Tây cho rằng là Iran đã chuyển 200 cái tên lửa đạn đạo là Phát 360. Thì cái loại tên lửa đạn đạo Phát 360 này nó cũng đáng gồm. Nó giống như là cái loại mà tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất vậy đó. Và đôi khi là nó còn mạnh hơn nữa. Một số nguồn tin nói là ông Iran, ổng nói là tôi không có muốn dính líu đến cái chuyện vũ khí đâu. Các ông đừng có thêm dầu vào lửa. Đây là những cái thông tin không có chính xác. Đừng có cáo buộc như vậy. Rồi về phía Điện Kremlin á, thì nói rằng là chúng tôi là Nga và Iran bây giờ là càng ngày càng khăng khít hơn nữa và chúng tôi sẽ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và chúng tôi không trừ những cái lĩnh vực nhạy cảm. Ông Dmitry Peskov nha, ông nói như vậy. Tuy nhiên lại có một cái nguồn tin là một nghị sĩ Iran, ông này là Ahmad Bakhshazadeh Adestani. Ông nói như thế này nha cả nhà: chúng ta cung cấp tên lửa cho Hezbollah, Hamas, vậy thì tại sao không cung cấp cho Nga? Người châu Âu bán vũ khí cho Ukraine, NATO bây giờ đã vào Ukraine, vậy tại sao chúng ta lại không hỗ trợ đồng minh của mình bằng cách đó là gửi tên lửa và máy bay không người lái cho Nga? Theo lời của nghị sĩ Iran này thì Iran đã cung cấp cho Ukraine tên lửa với lại là máy bay không người lái lâu rồi đúng không cả nhà, đã tham gia cuộc chiến này lâu rồi đúng không cả nhà. Hoa Kỳ và phương Tây bây giờ đang rất là báo động, rất là cảnh báo về cái việc đó là leo thang của cuộc chiến này nếu như mà Iran mà nhảy vô sâu vô. Rồi lại có một số nguồn tin là Iran cần rất là nhiều đậu nành và ngô từ Nga cho nên là đổi vũ khí với Nga luôn. Liên quan đến cái báo cáo mật của Quốc hội Mỹ thì hôm nay ngày 10 tháng 9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đã gửi một cái báo cáo mật lên Quốc hội Mỹ và đáng lẽ là cái báo cáo này là phải được gửi từ tháng 6 rồi nhưng mà đến bây giờ thì mới gửi và người ta đang dấy lên một cái câu hỏi là ủa làm sao mà chậm trễ dữ vậy, đến bây giờ thì mới gửi. Được biết á, là vào tháng 4 thì Quốc hội đã thông qua một cái dự luật đó là chi tiêu bổ sung 95 tỷ đô và trong đó là dành 61 tỷ đô để mà cho Ukraine. Nhưng mà Quốc hội nói là gì? Bây giờ mà để mà tôi thông qua thì các anh ở bên đây đó là cơ quan hành pháp ở bên chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden á, là phải gửi cho tôi một cái bản báo cáo sử dụng cái số tiền 61 tỷ đô này như thế nào đó, sử dụng sao cho hợp lý và cái chiến lược nào để mà giúp Ukraine có thể chiến thắng thì chúng tôi mới giải ngân. Đó thì đáng lẽ là tháng 6 gửi nhưng mà đến bây giờ là mới gửi thì người ta cũng đang gọi là cãi lên. Và một cái thông tin nổi bật tiếp theo nữa nha cả nhà là Bộ Quốc phòng Nga họ đã tuyên bố là họ đã chiếm được
80% ở khu vực là Pokrov. Pokrov là một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, là một cái trung tâm hậu cần rất là quan trọng đối với Ukraine. Nếu như mà Nga mà chiếm được Pokrov thì nó sẽ mở ra một cái tuyến đường để mà đi đánh qua cái chỗ là Dnipro, là một cái thành phố lớn của Ukraine nữa. Một số nhà phân tích phương Tây họ đưa ra một cái ý kiến đó là mặc dù là Nga chiếm ở cái Pokrov này bây giờ nhiều, nhưng mà cái giá phải trả cũng cao lắm. Có nghĩa là một ngày ở Pokrov này quân Nga mất 18 quân mà Ukraine chỉ mất có 2 quân thôi. Những ngày gần đây thì Nga và Ukraine hai bên là đánh nhau là loạn xạ luôn. Theo cả nhà thì bây giờ là Iran họ đã có nhảy vào cuộc chiến này hay chưa? Nếu mà Iran nhảy vào là căng thẳng nó sẽ như thế nào? Đó. Em xin phép tạm dừng video ở đây và em sẽ cập nhật tiếp theo những cái thông tin cho cả nhà sau nha.